Ô tô 360 xin kính chào toàn thể quý vị và các bạn. Chúc quý vị và các bạn có một ngày mới thật là vui vẻ và hạnh phúc. Thưa quý vị và các bạn, Toyota Yaris ở Việt Nam mình thì nó có rất là nhiều phiên bản. Ví dụ như phiên bản nhập khẩu từ Trung Đông, phiên bản nhập khẩu từ Đức, phiên bản nhập khẩu từ Đức thì nó có phiên bản sản xuất tại Pháp, hoặc là từ Trung Đông thì là có phiên bản sản xuất tại Nhật. Và hàng Toyota thì phần lớn được cung cấp từ Thái Lan. Và Yaris thì nó có hai phiên bản, đó chính là phiên bản hatchback và phiên bản sedan. Trước máy quay của chúng tôi ngày hôm nay thì tôi sẽ giới thiệu cho quý vị và các bạn một chiếc xe được sản xuất tại Nhật và xuất Trung Đông, đó chính là phiên bản 1.3 lít ạ. Vâng, thưa quý vị và các bạn, đây là chiếc xe Toyota Yaris phiên bản hatchback được sản xuất cuối năm 2010, sản xuất tháng 12 năm 2010 và đăng ký lần đầu tại Việt Nam mình là năm 2011 ạ. Chiếc xe đã chạy được 8 vạn km chuẩn rồi ạ. Chúng tôi cam kết là chiếc xe này chạy chính xác là 8 vạn chuẩn rồi ạ. Và chiếc xe được đăng ký tên tư nhân, biển Hà Nội và tất cả còn nguyên bản hết. Nguyên bản từ đến bộ ghế nỉ ạ. Và còn không những nó còn nguyên bản và nó còn rất là mới ạ. Sau đây thì tôi sẽ mời quý vị và các bạn cùng tôi tìm hiểu về chiếc xe Toyota Yaris Hatchback 2011 này ạ. Vâng, thưa với quý vị và các bạn, chiếc xe này thì chúng tôi đang bán với giá là 345 triệu đồng thôi ạ. Chiếc xe này thì có rất là đẹp ạ, và ở Việt Nam mình thì nó rất là hiếm, tại vì là từ năm 2011 là cấm nhập khẩu rồi, cho nên sau năm 2011 này thì là ở thị trường Việt Nam chủ yếu là hàng sản xuất tại Thái Lan là hàng hãng thôi ạ. Cho nên những chiếc xe Trung Đông này thì nó rất là hiếm. Và nếu như quý vị và các bạn nào mà đang quan tâm với chiếc xe Toyota Yaris 1.3 này thì mời quý vị và các bạn hãy liên hệ theo số hotline của ô tô 360 của chúng tôi là 0905 608 883 để được chúng tôi tư vấn. Và nếu như quý vị và các bạn nào mà muốn xem xe trực tiếp, muốn lái thử trực tiếp chiếc xe Toyota Yaris này thì mời quý vị và các bạn qua địa chỉ cửa hàng chúng tôi ở 16 Tố Hữu, phường Trung Văn, quận Nam Từ Liêm, thành phố Hà Nội để được xem xe và lái thử trực tiếp chiếc xe Toyota Yaris 2010 này. Cảm ơn quý vị và các bạn rất là nhiều. Nếu như quý vị và các bạn đang theo dõi clip, xin quý vị và các bạn hãy like clip, hãy đăng ký kênh ủng hộ cho kênh ô tô 360 chúng tôi ạ. Chiếc xe Toyota Yaris 2010 này thì chúng tôi cam kết thứ nhất là không tai nạn, không đâm đụng, không ngập nước, máy móc còn nguyên bản luôn ạ. Và đồng hồ chạy 8 vạn mốt chuẩn luôn đấy ạ. Cảm ơn quý vị và các bạn rất là nhiều ạ.
chào và hẹn gặp lại quý vị và các bạn ở những clip tiếp theo. À quên, nếu như quý vị và các bạn đang theo dõi clip, xin quý vị và các bạn hãy like clip, hãy đăng ký kênh để ủng hộ cho kênh ô tô 360 của chúng tôi. Cảm ơn quý vị và các bạn rất là nhiều. Thank you.